thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và làm việc với VNPT Hòa Bình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, định hướng đến năm 2030. Đảng bộ Viễn thông Hòa Bình hiện có 14 chi bộ trực thuộc với 138 đảng viên, chiếm hơn 58% tổng số người lao động. Giai đoạn 2021-2023, Đảng bộ đã lãnh đạo VNPT Hòa Bình tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, doanh thu đạt 334 tỷ đồng, nộp thuế gần 12 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân đạt 240 triệu đồng một người một năm. Kết quả sản xuất kinh doanh VNPT Hòa Bình xếp hạng thứ 10 trên 63 tỉnh, thành phố. Công tác chuyển đổi số được đặc biệt quan tâm, tập trung đầu tư mở rộng cải tạo mạng lưới, tối ưu hóa vùng phủ sóng, xóa các điểm lõm sóng, đáp ứng tốt thông tin liên lạc trong mọi tình huống, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Năm 2023 đã tổ chức phục vụ 165 cuộc họp qua cầu truyền hình từ trung ương đến tỉnh xuống đến cấp huyện, đồng thời triển khai tốt công tác an sinh xã hội. Tại buổi làm việc, VNPT Hòa Bình kiến nghị với tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu về sóng điện từ, chương trình chuyển đổi số quốc gia, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, gia cố mạng lưới, phủ rộng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện triển khai cơ sở hạ tầng mạng quang và trạm di động. Đề nghị tỉnh ủy chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với VNPT xây dựng các giải pháp chuyển đổi số đạt hiệu quả. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả trong sản xuất kinh doanh của VNPT Hòa Bình thời gian qua, đồng thời thông tin về các chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhất là 5 khâu đột phá chiến lược. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Từ cái định hướng của tỉnh thì chúng ta phải xác định để gắn với cái của tỉnh là cái gì? Thì chính là cái khâu đột phá thứ hai là cải cách thể chế và cải cách hành chính để mà nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thì cái phối hợp giữa chính quyền tỉnh Hòa Bình với các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin trên địa bàn thế nào để mà làm cái khâu đột phá về chuyển đổi số. Cái gắn với của VNPT là một tập đoàn viễn thông công nghệ thông tin, một doanh nghiệp hạ tầng của quốc gia, thì nó gắn với nhiệm vụ chính trị thì là cái gì đấy, nó gắn từ cái này ra này. Mà khi chúng ta làm chiến lược ấy, hoặc làm kế hoạch ấy, thì nó phải gắn cái này. Cái mà trên giao ấy là các đồng chí phát triển dịch vụ, phát triển thuê bao, rồi phát triển các cái ứng dụng, thì đấy là theo chỉ đạo của tập đoàn. Tôi nói như vậy để các đồng chí hình dung là chúng ta phải đan xen và liên kết cái nhiệm vụ của trên giao với các đồng chí là tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn, thì nó phải linh vào với cái của tỉnh để mà chúng ta xây dựng. Và như vậy nó phải xây dựng để nó phối hợp. Nên là như vậy là cái mảng của các đồng chí, kể cả viễn thông, kể cả kinh doanh, nó cũng phải tính toán để mà làm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo VNPT Hòa Bình cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp nhà nước, thực hiện các quy chế của Trung ương, các sở ngành quan tâm hỗ trợ trong công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước, tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời hoàn thiện hạ tầng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh, phát triển thuê bao di động, phát triển các ứng dụng trên các nền tảng số.